Bà con nào muốn thử test độ pH thì cứ nhắn mình cái địa chỉ, mình sẽ tặng một cái tặng tầm khoảng 3 que này và một cái bảng để mà mình so sánh cái độ pH trong vườn của mình như thế nào. Thì sau đó là mình sẽ có một cái clip đằng sau cái video clip này luôn, là đã hướng dẫn cái cách mà cải thiện độ pH cho vườn cao su. Chào mọi người, thì đây là kết quả test độ pH ở ba cái đất khác nhau. Cái này là độ pH của đất trong bồn cây nhà mình, này độ pH của cái đất nhưng mà của bồn cây nhưng mà mình pha thêm một ít nước tiểu của con bọ nè để cho nó tạo sự khác biệt đó. Và cái này là độ pH của nước đó, thì mình đo độ pH của ba loại này để so sánh với nhau. Như là độ pH của đất thì mình so sánh nó ở mức 6 nè các bạn đó, nó đồng với mức 6 nè, thì là nó tương đối là ổn, đất mình nó ổn để mà mình trồng những cái loại cây như bí hoặc là rau củ quả. Còn độ pH mà có nước phân con bọ thì nó nằm ở giữa mức 8 đến 9 nè, có thể là cho nó 8,5 nè. Còn độ pH ở nước thì nó trung tính, nó nằm ở mức là 6,5-7 nè. Đó. Thì mình sẽ tặng cho khách hàng, các bạn nào quan tâm đến cái đo độ pH của đất để mà cải thiện cái vấn đề pH của cái chất đất của mình, đất trồng của mình, để nhằm cho cái độ pH của đất nó đạt được cái mức lý tưởng cho cái mảnh vườn của mình đối với những cái loại cây trồng khác nhau. Thì đối với vườn cao su thì độ pH lý tưởng nó sẽ nằm ở mức 5,5-6. Thì khi mà các bạn đo thấy độ pH nó thấp quá hoặc cao quá thì mình sẽ xử lý để mà làm độ pH nó về cái chuẩn để mà mình bón phân á, thì cái tỷ lệ phân nó tan ra trong đất, nó điện giải trong đất nó tốt, để mà cây trồng á nó hấp thu, cây cao su nó hấp thu được cái dinh dưỡng nó tốt hơn. Chứ mà độ pH thấp thì nó sẽ không hòa tan được một số loại như là kali hoặc là những cái loại vi lượng đa lượng khác, nó làm cho cái việc bón phân của mình nó không có còn cái ý nghĩa, nó không còn cái hiệu quả nữa. Và đồng thời những cái vấn đề sử dụng những chế phẩm sinh học nó cũng phù hợp, nó chỉ có tác dụng với một số cái độ pH nhất định thôi. Còn nếu mà như là mình sử dụng Chicodagma mà mình độ pH nó không phù hợp thì nó dẫn tới là nó không có tác dụng để mà nó diệt cái nấm tritốt có hại ở trong đất để mà mình trồng tiêu chẳng hạn. Như vậy thì bà con lưu ý cái này để mà xử lý, để mà mang lại cái hiệu quả tốt hơn cho cái vườn cây của mình, làm cho vườn cây của mình phát triển tốt và nó khi mà bón phân thì nó sẽ phát huy tác dụng phân bón lên tối đa. Cái cách thức để đo độ pH đó chính là mình sẽ làm ướt đất trước ha, rồi sau đó là mình sẽ bỏ cái cây này ụp vào và sau đó mình sẽ lấp đất lại, lấp đất mà đã có độ ẩm tương đối tốt rồi lấp lại, và mình để một thời gian, mình có thể là rưới thêm một ít nước thôi. Nếu mà mình lấy nước suối thì tốt, đường này nước giếng nó có cái độ phèn á, nó có cái độ pH khác nó ảnh hưởng đó, mình lấy cái nước suối Aquafina hay La Vi gì cũng được đó, mình đắp lên và sau tầm khoảng 3 giây thì mình lấy ra đó. Mà mình nên là tưới nước cho nó ẩm đất trước nha, rồi sau đó mình mới bỏ vô nước, cần mình tưới thêm một lần nữa ở phía trên nữa. Rồi sau tầm khoảng 2-3 giây mình lấy ra thì nó đã có cái kết quả nè, và mình sẽ đi so sánh với cái bảng đo của mình đó. So sánh với cái bảng đo thì đây mình sẽ thấy độ pH nó nằm ở mức 6 nè các bạn nè, mức 6 đó, mình xem tất cả các vạch đó nó phù hợp với này, nó nằm ở mức 6,5 đó, nó phù hợp với cái vạch nào thì ứng với ba vạch nào thì mình sẽ lấy ở cái mức đó để mà nó, cái này thì nó không có chính xác, giống như những cái thước đo nó chỉ đo tương đối thôi, nên khi mà mình có thể dùng test để phát hiện cái độ pH trước của mình là có sự chênh lệch thì mà quá nhiều đi thì mình mới có thể là mình mới nhờ những cái đơn vị hoặc là mình nhờ những cái thiết bị mà đo chính xác á, để mình đo để cho nó biết được cái tỷ lệ bao nhiêu để mình có một cái công thức để mà mình khắc phục cái đất đai của mình. Thì bên mình cũng có mua cái dụng cụ đó
thì bà con nào có nhu cầu á, trong quá trình mình đi công tác đi ngang qua thì mình sẽ ghé qua để mình đo cho mọi người nhé. Xin chào mọi người. Thế còn đầu tư cho sức cây thì đương nhiên là phải thay đổi cái chế độ phân. Dạ. Anh không thể làm theo cái quy trình phân. Dạ. Đấy là theo cái vùng đất của tôi đấy. Một là khi mà thay đổi quy trình ấy thì anh phải kiểm tra lại cái độ pH của đất. Dạ. Độ pH đất chuẩn thì lúc ấy cây nó hấp thụ dinh dưỡng. Thì anh có thể chia sẻ là nếu mà cái độ pH nó không chuẩn á thì mình sẽ khắc phục như thế nào? Chẳng hạn như độ pH thấp thì mình sẽ bổ sung cái gì, và độ pH cao mình sẽ bổ sung cái gì? Đa số là vùng Đông Nam Bộ này, để mà những cái vùng đất mà trồng được cây cao su này thì pH cao kèm là không có. Yeah. Hầu như là chỉ có chua thôi, 4 hoặc là 5 độ. Nếu như mà chua thì đương nhiên phải rắc vôi là chuẩn nhất. Dạ, rắc vôi. Vôi nếu như mà kiểm tra mà dạng 4 độ, 4 chấm thì xào là phải đi một tạ vôi. Dạ, một xào đi một tạ vôi, là một hết là phải là một tấn vôi. Đúng. Là nó mới lên được một chấm. Dạ. Cái cách thức mà mình bón vôi cho vườn thì mình sẽ bón như thế nào? Thì bây giờ cứ rắc đều lên thôi. Rắc đều ở góc hay là mình rắc đều toàn bộ trên toàn bộ vườn? Toàn bộ trên một dãy. Thì phải nói là trên đây là toàn bộ mặt dãy này đều có dãy cao su hết. Dạ. Thì không cần rắc chỗ nào, để cho nó cái độ pH nó cân bằng hết. Khi mà độ pH chuẩn rồi ấy, thì ta đưa những NPK xuống thì nó mới tan, nó mới hòa tan được. Dạ. Cây nó mới hấp thu được. Dạ. Chứ còn nếu như bây giờ chua quá thì lân nó không tan. Lân. Dạ. Không tan, giả sử bón cái thành phần lân vào, lân không tan thì trở thành coi như là lân bị chua đó. Dạ. Trở thành đất chua rồi. Và lân chậm tiêu á. Dạ. Là cây không hấp thụ được. Đạm thì nó dễ hơn chốt. Đại loại là nó có thể là pH hơi thấp nhưng mà nó vẫn tan được. Khó tính nhất là thằng lân. Dạ. Kali thì đỡ hơn. Đấy, nhưng mà nếu chuẩn được thì cứ từ 5 chấm trở lên. Dạ. 5 chấm rưỡi trở lên. Còn nếu mà độ pH chuẩn để cho mình bón phân thì nên là khoảng bao nhiêu là chuẩn, và chuẩn nhất là bao nhiêu anh? Chuẩn theo cao su là chắc 5 chấm rưỡi cho nên 5 chấm rưỡi 6 chấm. Cao su là phù hợp. Cao su là nó yêu cầu nó không cần như cái khác nữa. Đại loại nó hơi bị chua một tị thì tốt hơn. Đúng hơn. Dạ. Hơn. Năm vừa rồi là mới đầu rồi tôi cũng nghĩ là cao su nhà tôi lớn. Cây nó lớn như này vì mới 6 tuổi mà so với của Lông Trường đất đẹp hơn, mà của mình nó đạt chuẩn rồi. Dạ. Thì tôi cũng không kiểm tra, nhưng mà sau khi mà thấy cái mũ nó kém rồi thì bắt đầu lúc ấy mà kiểm tra thì mới dần mình thấy đất mình chua quá. Dạ. Là hồi đó anh đo là được bao nhiêu pH bao nhiêu? Được, hình như là được 4.2, 4.3 thì cũng chưa. Xong là lập tức là lúc ấy tôi phải xử lý luôn. Dạ. Là anh xử lý là như là một hectare này anh đổ là tổng cộng là một tạ. Đã. Thì bây giờ mình tùy theo cái đất của mình chua nhiều thì mình đương nhiên phải bỏ nhiều. Dạ. Thì cái nếu mà 4.2 thì anh cái vườn anh là anh một tạ một sào. Dạ. Còn nếu mà có một cái tỷ lệ nhất định đó mà mình bón, mà cái hạn bây giờ pH 5 chấm thì mình bón bao nhiêu? 5 chấm mà mình muốn bây giờ lên 5.5 thì mình bón 50 kg thôi. À. Thì có nghĩa rằng là cứ 1 tấn cho 1 hecta là sẽ được 1 chấm. 1 tấn cho mà vừa nông nghiệp ấy, vừa đẹp á. À, là sẽ cách biệt là 1 chấm. Gần. Dạ. Như là nó có cái định mức là như vậy. Vậy là nếu mà nửa cách nhau mà nửa chấm á, 0.5 á, độ pH cách nhau 0.5 thì 50 kg một sào. 50 kg một sào. À, cứ theo tỷ lệ đó là ok đúng không? Dạ. Còn sau khi anh bón vôi thì cái cách thức anh như thế nào, anh rải bằng cái gì? Thì cứ mình cứ rắc lên trên thôi. Nhưng mà anh rắc kiểu nào, cái cách thức mà anh rắc vôi như thế nào? Rắc như xả lúa thôi, rắc đều. À, rắc đều hết toàn bộ. Rắc đều mình nhìn thấy là nó tương đối đều này là được. Dạ. Bởi vì mưa thì nó cũng có cái độ trôi chát đi. Có nghĩa là anh rắc bằng tay. Bằng tay thì mình được thủ công làm bằng tay thôi. Dạ. Có cần phải mang bao tay hay gì để bảo vệ không anh? Thì cái đấy là tùy. Bây giờ cũng có người thì cái vôi nó bụi á. Dạ. Vôi nó bụi á thì có những người thì người ta thích thông thoáng, người ta làm cho nhanh á, thì người ta mang những quần đùi áo cặp thôi. Dạ. Thoáng xong thôi. Chứ còn bao tay thì nó có một cái là nó bảo vệ tốt, nhưng mà những người mà nhiều mồ hôi á thì nó lại bị chấp rất ra tay này.
nó bị hầm trong đó, nó bị ướt trong đó. Nếu như mà khi mà da mình bị ướt mà vôi nó xâm nhập được vào thì nó bị ăn cái da tay này. Nó sẽ là không nó sẽ tạo cái độ axit ở trong đó và nó ăn da tay của mình. Thì cái thời gian mà anh khắc phục, anh bón vôi cho hết cái 1 hectare của anh là mất bao lâu, mất bao nhiêu ngày là anh làm hết được? Gì, nếu như mà vôi có sẵn rồi thì rắc thì vôi có sẵn rồi. 1 hectare 2 tiếng là xong, như bao nhiêu? 2 tiếng là xong hả? 2 tiếng là xong vì, vì cứ cho vào cái thau đeo lên xong rồi rắc ra khổ rắc. Rắc đây là rắc như kiểu rắc vô tội vạ đấy, rắc lượt, rắc đều, đâu phải kiêng khem gì đâu. Không phải kiêng khem gì là nó văng lên gốc hay này nọ cái khác gì. Thì kiêng. Sau khi thời gian anh rắc vôi bao nhiêu lâu thì cái độ pH mới ổn định? Và nó có cần mưa để ổn định không? Hay là nó... Đúng rồi, phải mưa thì nó gặp được mưa thì nó phần nào nó mới tan ra. Thật ra để tan được hết cái lượng vôi đó là thời gian nó rất là nhiều. Nó nếu như mà mưa được ấy, thì khoảng 15 ngày sau, 2 tuần đó, thì là lúc bấy giờ là cái độ an toàn là cao nhất. Thì lúc bấy giờ mình có thể là mình bón phân vào được. Thì 2 tuần ha, 2 vôi, tuần. Vôi nó có một số cái tính chất nó kháng. À một số phân nó có cái tính chất nó kháng với vôi á. Nó làm cho bị vón cái tủa, tự vón nó không tan được, cây không hấp thụ được, thành chất khó tiêu. Thì còn độ chừng độ 15 ngày sau thì mình bón là ok. Có nghĩa là 15 ngày sau và điều kiện là có mấy cơn mưa thì mới làm. Mưa rắc vôi là được mưa thì lúc bấy giờ mới tính. Mà mình rắc vôi mà trời vẫn khô này thì đừng có tính là cái ngày mình rắc. Vậy là cần mấy cơn mưa, cần 1 hay 2 hay 3, một cái mưa là được. Xuống đất này là đã tốt rồi. Theo anh thì chẳng hạn giống như năm nay mình bón vôi thì qua năm sau mình có cần đo lại độ pH đất và mình nữa hay không, hay là chỉ cần một lần bón là nó đã khắc phục lại được cho những năm sau? Cái độ pH này, độ pH thì khi mà nói sâu của các nhà diễn giả và các nhà chuyên gia thì nó là một số hoạt chất của canxi, rồi nói chung là có một số chất trung lượng nó hoạt động. Ở trên mặt đất này thì trong quá trình có thể là mình rắc năm nay nhưng mà quá trình mưa là nó sẽ rửa trôi, rồi cây khai thác đi thì nó sẽ mất đi. Sẽ mất đi thì coi như hàng năm ta phải, có nghĩa là đo rồi bổ sung lại chứ không phải là rắc một lần mà được mãi mãi. Có nghĩa là đầu năm trước khi vô mùa là mình phải đo để mà mình khắc phục lại tiếp. Nhưng mà thường là một năm là chỉ cần rắc một lần là ok rồi. Thế còn năm sau thì khi mà mỗi năm mình rắc thì độ pH nó sẽ cao lên, chứ nó không thể giả sử năm nay 4 chấm là sang năm cũng 4 chấm, nó sẽ cao lên. Sang năm cái lượng nó giảm đi rồi. Nhưng mà mình thường xuyên bổ sung thì cái đất của mình sẽ làm tốt. Ít đi cái lượng bổ sung ít đi chứ vôi nó nếu như mà ở cái mức độ mà mình chống xói mòn được tốt á, đất ít nghiêng á thì nó lưu trữ ở đây lâu hơn, cái độ mà rửa trôi nó cũng ít rồi. Cái mức độ mà cây nó hấp thu nó cũng ít thôi chứ đâu có nhiều đâu. Nhưng mà do là hầu như là Đông Nam Bộ mình là từ xưa nay giờ là lười không muốn vôi. Em đi vườn cao su em thấy cũng nhiều vườn bón vôi lắm, nhiều vườn họ bón vôi. Thì người ta cũng rút kinh nghiệm người ta nè. Nhưng mà thường nông dân bây giờ người ta cũng chịu học hỏi, chịu ấy, rồi người ta thấy cái gì tốt rồi người ta phải cải tạo đất, chứ còn đất thì cứ khai thác cứ bạc màu thì cây gì mà sống lên nổi.